Bây giờ mình gọi về nhà xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Nay không vô được nói ngon lắm. Đưa đi em. Người xin tiền. Có để. Nhớ xin tiền nha. Alo. Alo. À, cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á. Mà hiện tại thì con trong túi con cũng hết tiền rồi. Dạ. Bữa con xin mẹ cũng hết tiền rồi. Thì mẹ cho con xin khoảng chừng 1 triệu đi. Để con mua quà cho bạn gái nhé mẹ. Bạn gái á? Thì bạn gái mới quen. Dạ, con đi đi game show Tần Số Tình Yêu á. Thì... Bác ơi, con là bác, con là bạn gái mới quen của anh Tính Phong. Tính á. Chào bạn gái nha. Dạ, chào bác. Bác khỏe không bác? Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, con nói với anh Tính á, con muốn về con chào cô. Ừ, dạ chào cô cũng được mà. Cái gì về cô chơi nha. Dạ thôi, mẹ ngủ sớm đi nhá, muộn rồi đấy. Dạ, mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ. Nhớ chuyển tiền. Dạ. Ôi. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi, con chào mẹ ngủ sớm nhá. Mai mày chuyển 10 triệu luôn chứ không phải 1 triệu. Mai chuyển 10 triệu cho chị 9 triệu nha Tính. Nha, công chị đó. Ngày mai chuyển thế nào chuyển 10 triệu. Hay là giờ em gọi lại cho chị báo là mẹ ơi con có bầu luôn rồi. Không cần được 100. Là mẹ em bên đây sửa em luôn. Vì mồ hôi một cây đổ. Ủa mồ hôi chứ. Hả? Con nghiệp nhỏ chứ sợ đổ mồ hôi luôn. Rồi bà, thấy chị Hương đứng gần nói quá giật mình phải không? Sợ chị Hương nó có bầu phải không? Đúng rồi luôn hả? Chưa hiểu. Lại lát rồi. Tần Số Tình Yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.